chào các bạn đến với kênh Cơ Khí Chế Tạo nha. Rất vui được gặp lại các bạn trong kênh Cơ Khí Chế Tạo. Đây. Bên mình đang chế tạo một chiếc máy đào củ khoai tây. Đây. Thì đang trong công đoạn hoàn thiện. Đây. Bác thợ đang sơn để hoàn thiện cái máy này, mình để mình quay luôn cho các bạn xem. Thứ nhất là xem hình thức. Vận hành thì chưa, để đến khi vận hành thì mình sẽ quay tiếp. Mình đang phủ cho nó một màu sơn của đỏ của Kubota nhé. À, camera bắn nữa. Cái hơi sơn nữa các bạn, hơi sơn lên nên là bụi bọc vào cái camera, bắn với camera nên mình vừa phải lau đấy, lau có cái nháy. Đây còn nhà xưởng của mình đây. Đây là xưởng chỗ làm việc của mình. Đây nhà xưởng của mình. Hơi sơn vô cái camera các bạn ạ, mình phải lau sơn. Quay sơ vậy thôi, mình giờ xin kết thúc video tại đây nhé.